chấn chỉnh và khắc phục ngay tình trạng kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm, còn có tình trạng né tránh đùn đẩy sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Phòng chống khắc phục tình trạng một số cán bộ công chức viên chức người có thẩm quyền đùn đẩy né tránh sợ trách nhiệm trì trệ trong giải quyết công việc không hiệu quả ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân vì biểu hiện đó cũng là tiêu cực. Tiến độ lập phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 còn chậm so với yêu cầu, vẫn còn 92 trên 111 quy hoạch, trong đó có nhiều quy hoạch quan trọng như quy hoạch năng lượng, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh của nhiều địa phương chưa hoàn thành việc lập phê duyệt. Đối với chính phủ, các bộ ngành trung ương đã giải quyết và trả lời 2.466 trên 2.469 kiến nghị và đạt 99,9%. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi của người dân khi tham gia ký kết các hợp đồng mua bán bất động sản, hợp đồng bảo hiểm. Dự báo sát với tình hình thực tế thời gian tới, từ đó hiến kế đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, kịp thời, nhất là có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh và khắc phục ngay tình trạng kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm, còn có tình trạng né tránh đùn đẩy sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2023, tạo tiền đề điều kiện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho cả nhiệm kỳ giai đoạn 5 năm 2021-2025. Kiến nghị với Đảng và Nhà nước, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phòng chống khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, trì trệ trong giải quyết công việc không hiệu quả, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân vì biểu hiện đó cũng là tiêu cực. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Đảng và Nhà nước đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, vì phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ làm cho xã hội tốt đẹp thêm, mọi thứ tốt lên, chứ không thể đổ lỗi vì sợ không dám làm. Tiến độ lập phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 còn chậm so với yêu cầu, vẫn còn 92 trên 111 quy hoạch, trong đó có nhiều quy hoạch quan trọng như quy hoạch năng lượng, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh của nhiều địa phương chưa hoàn thành việc lập phê duyệt. Việc triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 và phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài cũng còn chậm. Đối với chính phủ, các bộ ngành trung ương đã giải quyết và trả lời 2.466 trên 2.469 kiến nghị và đạt 99,9%. Nhìn chung, chính phủ các bộ ngành trung ương đã chú trọng nghiên cứu giải quyết kiến nghị cử tri, thể hiện tính cầu thị, tiếp thu kiến nghị khi thực hiện công tác quản lý điều hành. Nội dung giải quyết trả lời kiến nghị cử tri rõ ràng, cụ thể, cử tri và nhân dân đồng tình. Đối với những kiến nghị chưa được giải quyết, các bộ ngành đều ghi nhận, tiếp thu trong quá trình sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật trong thời gian tới. Mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu du lịch, giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm và đời sống người dân, tập trung chỉ đạo, xử lý các dự án tồn động kéo dài, trong đó có 8 trên 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, 6 ngân hàng thương mại yếu kém, v.v. Phát huy vai trò của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi của người dân khi tham gia ký kết các hợp đồng mua bán bất động sản, hợp đồng bảo hiểm. Những hợp đồng này thường được in sẵn, đã được cơ quan có trách nhiệm thẩm định. Vì tin tưởng nên người dân không đọc kỹ hoặc đọc cũng không hiểu rõ, nên điều khoản bất lợi thường thuộc về bên mua, gây thiệt hại cả về vật chất và tinh thần cho người dân. Cử tri tỉnh Cao Bằng đề nghị giải quyết việc các chủ hộ kinh doanh cá thể đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được tính thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Theo giám sát cho thấy,
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhưng từ tháng 1 năm 2003 đến tháng 12 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội tại nhiều địa phương đã thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với những trường hợp này. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 9 năm 2016 đã có 4.240 chủ hộ kinh doanh cá thể tại 54 địa phương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng quy định của pháp luật nên các chủ hộ kinh doanh cá thể chưa được tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, có nhiều trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội gần 20 năm. Điều này đã khiến người dân bức xúc, một số trường hợp đã làm đơn khiếu nại, thậm chí khởi kiện bảo hiểm xã hội ra tòa. Mời Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với ông Trần Hồng Hà. Xin phòng máy chuẩn bị. Xin mời đại biểu Quốc hội biểu quyết. Kết quả biểu quyết, có 469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội, tán thành 466, bằng 94,33%, không tán thành 2, bằng 0,40%, không biểu quyết 1, bằng 0,20%. Như vậy, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà. Xin cảm ơn Quốc hội. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Quốc hội, nghị quyết số 2023/QH15, dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội, căn cứ tờ trình số 52 ngày 21 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 22 tháng 5 năm 2023 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết nghị điều 1 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà. Điều 2, nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.